Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với chương trình hướng dẫn về kỹ thuật cấp thức ăn chăn nuôi. Hôm nay tôi xin trình bày với các bạn phần trình bày về xu hướng mới trên dinh dưỡng vật nuôi. Thì chúng ta biết được rằng là vật nuôi của chúng ta muốn tăng trưởng được thì nó phụ thuộc vào cái tiềm năng giống vật nuôi mà chúng ta nuôi, cũng như là cái nhu cầu dinh dưỡng của cái vật nuôi đó, và khả năng đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng thì vật nuôi sẽ có khả năng phát triển đúng cái tiềm năng giống. Thì chúng ta nhìn vào hình, chúng ta sẽ quan sát đây là một cái quá trình phát triển về tiềm năng giống, rồi các loại chất lượng thức ăn khác nhau, về sức khỏe vật nuôi cũng như là cái tiến bộ trong cái quá trình quản lý chăm sóc vật nuôi. Thì mục tiêu là chúng ta đạt được làm sao mà chúng ta nuôi một con vật nuôi đạt được cái tiềm năng phát triển của nó, mà hướng tới chúng ta không sử dụng cái chất kích thích tăng trưởng giống như là sử dụng kháng sinh. Thì chúng ta thấy được rằng là từ năm 1957 đến năm 2005 thì vật nuôi, ví dụ như là con gà trên con gà trắng, thì chúng ta thấy được là hình dáng nó đã thay đổi rất là nhiều. Từ một con gà khoảng tầm 1 kg bây giờ đến năm năm 1957 đến năm 2005 thì nó tầm khoảng 3 kg, và chúng ta thấy được tỷ lệ quầy thịt ức trước đây năm 1957 và đây là năm 2005. Thì mục tiêu của chúng ta đó là tối ưu hóa dinh dưỡng, đáp ứng được cái tiềm năng vật nuôi, tiến tới là chúng ta không sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi. Thì trải qua những cái giai đoạn khác nhau cũng như là những cái công trình nghiên cứu khoa học đưa ra những cái khuyến nghị về cái nhu cầu dinh dưỡng trong cái con gà trắng nuôi công nghiệp, thì chúng ta thấy được là ở đây là có nghiên cứu về, đây là nhu cầu dinh dưỡng của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc gia Mỹ thì công bố vào năm 1994, hay là công ty giống Avigen họ có con gà là mang tên là con gà Ross thì họ khuyến nghị vào năm 2007 và 2014. Thì chúng ta thấy được là ở đây các cái giai đoạn gà choi nè, gà con nè, gà choi, gà thịt. Thì nhu cầu dinh dưỡng thấy được đây là cái mức đạm thô. Thì so với lại năm 1994 thì nhu cầu đạm thô của con gà con khoảng 23%, thì ở thời điểm đó con gà Ross nó cũng khuyến nghị 23%. Tuy nhiên khi mà chuyển qua cái giai đoạn là gà choi và gà thịt thì chúng ta thấy được là cái nhu cầu dinh dưỡng, nhất là nhu cầu về đạm thô của các trung tâm nghiên cứu khác nhau, thì có những cái khuyến nghị khác nhau. Đây ví dụ như năm của bên Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc gia Mỹ là chỉ khuyến nghị 20, trong khi đó thì gà Ross năm 2014 thì họ khuyến nghị là 21.5. Rồi gà thịt thì ở bên Mỹ thì người ta nghiên cứu khoảng 18, trong khi đó gà Ross khuyến nghị là 19.5. Và cái hệ số mà chúng ta luôn luôn quan tâm là hệ số đạm trên ly gin, tại vì chúng ta biết rằng được là trong thiết lập công thức thì đa phần chúng ta chỉ quan tâm đến acetamin. Trước đây thì chúng ta quan tâm đến đạm thô, nhưng sau này về cái kiến thức về dinh dưỡng cũng như là nghiên cứu phát triển thì chúng ta chỉ quan tâm đến các loại acetamin. Lấy ví dụ như là ở đây những cái khuyến nghị rõ ràng có một sự khác biệt rất là lớn khi mà chúng ta nghiên cứu trên cái vấn đề là tỷ lệ đạm thô trên lysine. Thì thông qua đây chúng ta thấy được là nhu cầu dinh dưỡng thì thường có những cái loại axit amin nào, ví dụ như là lysine nào, methionine, cysteine, threonine, tryptophan, valine, arginine. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là nhu cầu dinh dưỡng của con vật nuôi nó ngày càng tăng trưởng, chứng tỏ là gì, con gà của mình nó phát triển nhanh hơn. Khi mà đưa ra khuyến nghị về lysine như vậy thì chúng ta căn cứ vào đó để chúng ta tính ngược lại cái đạm hay là cái hệ số axit amin lý tưởng cho methionine, threonine, tryptophan, valine và arginine. Thì chúng ta thấy được rằng ở đây là arginine có một cái sự thay đổi rất là đáng kể mà trước giờ chúng ta ít có để ý tới. Thì chuyển qua cái vấn đề là lộ trình cấm kháng sinh sử dụng thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, thì trước đây chúng ta luôn luôn nghĩ tới cái việc mà dùng sử dụng kháng sinh như là chất kích thích tăng trưởng
trong quá trình chăn nuôi gà. Thì là năm 2016 thì cục chăn nuôi đã đưa ra, mà trước năm 2016 thì cục chăn nuôi là có đề nghị là việc mà sử dụng kháng sinh đó là với mục đích là tăng trọng và phòng trị bệnh. Tới giai đoạn năm 2016 đến 2017 thì cục chăn nuôi đưa ra là sử dụng cái loại kháng sinh này chỉ được 15 loại thôi, với mục đích là tăng trọng và phòng trị bệnh. Và hướng tới năm 2018 thì họ chỉ cho phép sử dụng kháng sinh để phòng trị bệnh thôi. Và dự kiến từ năm 2020 đến năm 2021 thì là chúng ta sẽ hoàn toàn cấm sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi. Để từ đó thì chúng ta sẽ tiến tới sản xuất ra được những cái loại thịt và trứng và sữa thì sạch hơn, không có kháng sinh dẫn đến hiện tượng lợn thuốc trên điều trị bệnh trên người. Nếu mà chúng ta cấm kháng sinh thì chúng ta sẽ gặp những cái yếu tố như thế nào? Cái yếu tố mà gây ra tiêu chảy là yếu tố đầu tiên chúng ta phải quan tâm. Vì khi mà nói đến việc kháng sinh là thường người ta nghĩ đến là vấn đề tiêu chảy. Như vậy thì khi cấm kháng sinh thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng ta cải thiện được sức khỏe đường ruột của vật nuôi? Thì như chúng ta biết rằng thức ăn thì thường là một cái dạng rắn. Khi đưa vào trong đường ruột vật nuôi thì thức ăn nó di chuyển. Mà khi đó thì pH trong đường ruột nó sẽ nhu động, làm nhu động ruột thì pH trong đường ruột nó sẽ gia tăng. Đối với lại heo con, khi bị stress lúc giai đoạn mà cai sữa thì heo con nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động enzyme tiêu hóa. Đây là một cái giai đoạn rất là nhạy cảm đối với lại thú non, đặc biệt là chuyển từ thức ăn dạng lỏng là sữa mẹ sang thức ăn dạng rắn. Và khi trong thức ăn thì nó có chứa những cái chất kháng dinh dưỡng. Chất kháng dinh dưỡng thường nó sẽ gây ra tổn thương vi dung mao đường ruột, cũng như là nó gây ra giảm hấp thu cái chất dinh dưỡng trong cái đường ruột của mình. Bên cạnh đó thì áp lực về E. coli, Salmonella, coronavirus với lại rotavirus thì nó sẽ gây ra làm giảm hệ miễn dịch. Như chúng ta đã biết là hiện tại là chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn hay là một cái thời kỳ hết sức là khó khăn liên quan tới cái tên coronavirus này. Nó gây ra bệnh cúm ở trên người mà hiện tại chúng ta là không có thuốc trị cũng như là chưa có tìm ra được vaccine để phòng ngừa. Và bên cạnh đó nó sẽ gây ra vấn đề ô nhiễm môi trường. Nếu mà chúng ta giảm kháng sinh thì nó gây ra vấn đề là tiêu chảy nè, rồi nó gây ra dịch dịch bệnh thì nó sẽ gây ra ô nhiễm môi trường. Từ đó thì nó dẫn đến là suy giảm hệ miễn dịch trên vật nuôi. Tất cả những cái yếu tố mà vừa kể trên đây là ví dụ như là làm cho thay đổi pH nè, hoạt động của enzyme nó bị giảm, tổn thương vi dung mao đường ruột dẫn đến giảm hấp thu chất dinh dưỡng hay là suy giảm dịch thì tác động cộng hưởng lại nó sẽ gây ra tiêu chảy. Tiêu chảy này có thể là trên heo con cũng như là gà con. Thì trên nghiên cứu trên thế giới á, thì là vào năm 2001 thì Cromwell đã đưa ra một cái nghiên cứu khá là chi tiết và cũng như là nêu cao được cái hiệu quả của việc sử dụng kháng sinh dùng để kích thích tăng trưởng trên lợn. Thì khi mà nghiên cứu thì cũng thấy được là kháng sinh có khả năng là cải thiện thành tích tăng trưởng. Đối với lợn cai sữa là có khả năng là cải thiện được khoảng 16,4%, lợn trai là khoảng 10,6% và lợn thịt khoảng 4,2%. Đây là một cái hệ số rất là có ý nghĩa. Nếu mà trong chăn nuôi nếu mà cải thiện được khoảng tầm 5% trở lên thì chúng ta đã có thể sản xuất được ra nhiều thịt hơn. Tiếp theo là nếu mà chúng ta sử dụng kháng sinh thì nó cải thiện được hệ số chuyển hóa thức ăn. Tại sao nó gây ra được chuyển hệ số chuyển hóa thức ăn thì chúng ta sẽ có dịp chúng ta sẽ trình bày chuyên sâu hơn. Nhưng mà nếu mà trên cái vật nuôi mà chúng ta sử dụng kháng sinh nó giúp cải thiện được hệ số chuyển hóa thức ăn ở lợn cai sữa là khoảng 7%, lợn trai là khoảng 4,5% và lợn thịt khoảng 2%. Đây là con số mà nếu mà chúng ta đưa ra ngoài mà chúng ta đi bán cám công nghiệp hay là trong quá trình chăn nuôi mà chúng ta đem ra so sánh thì đây là con số có ý nghĩa về mặt thống kê cũng như là ý nghĩa về mặt kinh tế. Và bên cạnh đó là một cái yếu tố không thể chối bỏ được trong cái việc mà sử dụng kháng sinh, đó là giảm được tỷ lệ bệnh tật và tỷ lệ chết. Hệ số chuyển hóa thức ăn hay là hệ cả thành tích chăn nuôi thì nó luôn luôn nó gắn liền với tỷ lệ bệnh tật và cái tỷ lệ chết này. Nếu mà giảm được khoảng 50% tỷ lệ chết thì chắc chắn rằng hệ số chuyển hóa thức ăn nó sẽ tốt hơn
và nâng cao được thành chăn nuôi. Như vậy thì tóm lại, kháng sinh có một cái vai trò rất là có ý nghĩa trong việc kích thích tăng trưởng. Vậy thì giờ chúng ta không có sử dụng được kháng sinh thì bây giờ giải pháp chúng ta là gì? Không lẽ chúng ta sẽ chấp nhận ảnh hưởng tới thành tích chăn nuôi, chấp nhận làm tăng cái hệ số chuyển hóa thức ăn, hay là có gặp được vật nuôi chúng ta bị bệnh tật nhiều hơn và tỷ lệ chết cao hơn? Như vậy giải pháp chúng ta là gì? Cái giải pháp thay thế kháng sinh tăng trưởng thì vào những năm 2000 ở châu Âu đã nêu lên những cái vấn đề về cấm kháng sinh, thì lúc đó họ cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên sau đó thì họ cũng bắt tay vào nghiên cứu để vượt qua những cái trở ngại thách thức đó, thì họ đưa ra một số kiến nghị. Ví dụ như là ở châu Âu là họ đưa ra một cái khái niệm mới về thành phần dinh dưỡng đạm thấp. Đây là một cái xu thế mà tất yếu trong quá trình chăn nuôi hiện đại, khi mà chúng ta nghĩ tới cái vấn đề là nâng cao thành tích chăn nuôi cũng như là việc mà bị giới hạn về nguồn tài nguyên thiên nhiên, giá cả nguyên liệu thì tăng, diện tích đất gieo trồng thì giảm, dẫn đến cái nguồn cung đạm từ cái nguyên liệu thực vật hay là quá trình săn bắt cá ở ngoài đại dương bị hạn chế, thì nó sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung đạm rất là lớn. Thì đó là một trong những lý do người ta đưa ra một cái khái niệm là khẩu phần dinh dưỡng đạm thấp. Ở bên đó thì người ta cũng nghiên cứu được là trên tinh dầu có tính kháng khuẩn, nên là người ta nghiên cứu về tinh dầu probiotic. Cái lợi khuẩn này thì nó rất nhiều rồi, tất cả mọi người đều nói tới cái lợi khuẩn này, và hiện tại đã chứng minh được là nếu mà chúng ta có khả năng tạo ra được sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột thì vật nuôi nó sẽ khỏe mạnh và tiêu hóa tốt hơn. Thì các axit amin chức năng trước đây chúng ta thường ít đề cập tới. Tuy nhiên khi mà đưa ra một cái khái niệm về khẩu phần dinh dưỡng đạm thấp thì chúng ta lại thấy được rằng khi mà chúng ta giảm việc cung cấp đạm thô, nhất là bột cá trong khẩu phần thức ăn, thì nó gây ra một cái vấn đề là thiếu các axit amin chức năng mà trước đây chúng ta chưa từng nghĩ tới. Vì trước đây chúng ta lập công thức đạm cao nên là axit amin chức năng nó vẫn chưa là một cái yếu tố đáng quan tâm. Hiện tại axit amin chức năng là một trong những cái chủ đề mà chúng ta luôn luôn quan tâm để làm thế nào chúng ta làm giảm cái sự phụ thuộc vào cái nguồn nguyên liệu cao đạm. Tiếp đến ta sử dụng cái chất axit hóa đường ruột, chất axit hóa đường ruột để điều chỉnh pH, giúp cho enzyme trong hệ đường ruột ổn định và có khả năng chuyển hóa chất dinh dưỡng là được chứng minh có hiệu quả. Chúng ta sử dụng thêm enzyme, ví dụ như sử dụng enzyme hiện tại, trước đây thì chúng ta không có sử dụng nhiều enzyme, nhưng bây giờ ví dụ như phytase, phytase là một trong những enzyme nó phổ biến rồi và chúng ta luôn luôn sử dụng để giúp cho vật nuôi khai thác được cái phosphor ở trong thực vật tốt hơn. Chúng ta có thể sử dụng khoáng hữu cơ. Khoáng hữu cơ đó là gì? Trong khoáng đó là tham gia vào thành phần cấu tạo của coenzyme giúp cho việc chuyển hóa chất dinh dưỡng tốt hơn, thì khoáng hữu cơ cũng là một cái thành phần có thể chúng ta xem xét tới, và đây có thể là một cái xu hướng để chúng ta sử dụng làm giảm cái việc mà sử dụng khoáng vô cơ có chứa nhiều kim loại nặng. Chúng ta có thể sử dụng axit béo mạch ngắn. Axit béo mạch ngắn có tác dụng làm tăng cường sức đề kháng. Trong những năm gần đây là có rất là nhiều nghiên cứu đáng để lưu tâm, có thể giúp được chúng ta nâng cao sức đề kháng cũng như là giảm được dịch bệnh. Chúng ta có thể là sử dụng cellulose tiêu hóa để chúng ta cung cấp thêm năng lượng, chúng ta cung cấp thêm những cái chất mang, chất độn giúp cho tiêu hóa tốt hơn. Giải pháp của chúng ta sẽ đề cập tới hôm nay là gì? Đó là cái khẩu phần dinh dưỡng đạm thấp và sử dụng cái nucleotide gọi là inosine monophosphate, hay còn gọi là AMP. Vì cái sản phẩm này nó thường thiếu khi mà chúng ta sử dụng khẩu phần đạm thấp, nhất là giảm đi tỷ lệ sử dụng cá trong khẩu phần để chăn nuôi. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu khẩu phần dinh dưỡng đạm thấp. Thì tại sao cái tỷ lệ đạm thô trong khẩu phần? Tại sao là chúng ta phải giảm tỷ lệ đạm thô trong khẩu phần để chăn nuôi?
Lý do thứ nhất về lý do dinh dưỡng, người ta chứng minh được rằng là nếu mà giảm khẩu phần đạm thô thì nó sẽ giúp tăng hiệu suất chăn nuôi và hiệu quả sử dụng thức ăn, giảm các vấn đề về sức khỏe do khẩu phần đạm cao gây ra. Nên giai đoạn cho ăn điều chỉnh nhu cầu theo lứa tuổi và mức sản xuất, thì chúng ta nếu mà chúng ta giảm đạm xuống thì chúng ta có thể điều chỉnh được các giai đoạn cho ăn khác nhau. Về lý do kinh tế, chắc chắn là chúng ta sẽ giảm được chi phí sản xuất nếu mà chúng ta giảm việc phụ thuộc vào nguồn cung đạm, ví dụ như là bột cá hay là sử dụng khô đậu nành đắt tiền. Chúng ta giảm được sử dụng nước. Chúng ta biết rằng là nếu mà sử dụng đạm nhiều thì thường là nó sẽ phải đào thải ra amoniac. Như vậy thì đối với lại vật nuôi, nhất là trên gà, khi mà đào thải amoniac nó sẽ gây ra bệnh phân ướt và gà nó phải uống nước nhiều hơn nó để nó đào thải khí amoniac, đúng không? Vậy thì nó tiêu thụ nước nhiều hơn, chúng ta sẽ giảm được cái việc mà sử dụng nước, cũng như là chúng ta giảm thiểu được cái dịch bệnh ở trên chăn nuôi. Yếu tố thứ ba đó là lý do môi trường, như có đề cập ở trên, đó là khi mà sử dụng khẩu phần đạm cao á, thì nó sẽ thải ra rất là nhiều nitơ, phosphor, kali, nó gây ra ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước, cũng như là nó gây ra ô nhiễm trong môi trường chăn nuôi, dẫn đến dịch bệnh, nhất là cái bệnh viêm phổi trên heo hay là viêm phổi trên gà. Thì đây là một cái ví dụ về cái mức giảm đạm thô và có sử dụng valine isoleucine trong các khẩu phần ở trên gà trắng. Thì chúng ta thấy được rằng là khi mà giảm mức đạm thô thì cái valine và isoleucine sẽ trở thành axit amin thiết yếu trong khẩu phần gà trắng. Đây là một cái ví dụ. Đây là những năm trước đó, khoảng là trước năm 2000, thì trong quá khứ thì chúng ta sử dụng khẩu phần như thế nào? Khẩu phần của chúng ta là khoảng tầm 29 đạm, thì chúng ta chỉ có nhu cầu là thiếu methionine thôi. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng giảm đạm xuống còn khoảng tầm 22-23 đạm, thì lúc đó trong khẩu phần gà trắng thì chúng ta cần phải bổ sung thêm lysine. Khi mà giảm về ở cái mức khoảng 20.5 thì trong khẩu phần gà thường là chúng ta sử dụng phổ biến các loại acid amin, lysine, methionine, threonine. Rồi chúng ta thấy được rằng nếu mà chúng ta thấy ở trên gà hình như rằng là arginine nó là yếu tố acid amin thiết yếu đứng thứ tư. Hiện tại chúng ta giảm về tầm khoảng 19 cho tới 19 năm thì chúng ta thấy được rằng các loại acid amin, ví dụ như là methionine là cần phải bổ sung trong thức ăn gà, lysine, threonine, valine, arginine và isoleucine là những loại axit amin thiết yếu bổ sung trong thức ăn gà để đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng của con gà ở cái mức đạm khoảng tầm 19 đến 20. Vậy chúng ta chuyển qua xem xét về cái công thức về của con heo con. Thì ở đây là cái con heo con giai đoạn này là khoảng tầm 7 đến 15 ngày tuổi. Thì chúng ta thấy được rằng là khi chúng ta sử dụng ở cái mức khoảng tầm 22% đạm thô ở trên heo con thì nhu cầu dinh dưỡng, mà đặc biệt là axit amin, chúng ta chỉ cần bổ sung đó là lysine, methionine và threonine. Mà mức hiện tại thì loanh quanh khoảng tầm 17 đến 19, chúng ta thấy rằng là đây là một trong những cái sự thiếu hụt về tryptophan, valine. Chúng ta thấy được là ở cái mức hiện tại thì hầu như tất cả các công ty khi mà chúng ta lập công thức hay là sử dụng trong quá trình chăn nuôi thì các loại axit amin trên heo, ví dụ là lysine, là methionine, threonine, tryptophan, valine là phổ biến. Tiếp đến là isoleucine. Isoleucine hiện tại là đang thấy được rằng là nhu cầu ở trên con heo đang có ý nghĩa về mặt là thiết lập công thức để giảm chi phí, giảm được giá thành thức ăn. Trong tương lai chúng ta sẽ đi đến một cái mức gọi là một cái mức lý tưởng mà chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu thêm, đó là chúng ta mong muốn đưa về cái mức
là khoảng tầm 14 đến 15%, thì lúc đó thì chúng ta cần phải bổ sung thêm isoleucine là chủ yếu với lại leucine. Vậy tóm lại ở trên con heo con ở giai đoạn heo choi thì nhu cầu axit amin là lysine, methionine, threonine, tryptophan, valine, isoleucine. Khi đề cập đến valine, isoleucine thì chúng ta lại nghĩ tới đây là axit amin mạch nhanh. Axit amin mạch nhanh gồm có những loại axit amin nào? Đó là valine, isoleucine và leucine. Chúng ta thấy được là theo nghiên cứu năm 1994 ở trên gà và năm 2012 trên heo thì nhu cầu axit amin trên dinh dưỡng động vật thì chúng ta thấy được là nó có một cái tỷ lệ về axit amin mạch nhánh lý tưởng. Đây chúng ta thấy được là gà thịt, gà đẻ, heo con hay là cái chó mèo. Trước đây chúng ta chỉ quan tâm đến là tỷ lệ axit amin lý tưởng của những cái loại ví dụ như methionine, threonine, tryptophan, arginine trên lysine. Tuy nhiên sau này chúng ta thấy được rằng là cái mối liên hệ giữa valine, isoleucine và leucine là rất là quan trọng để tạo cơ trên vật nuôi. Vậy thì chúng ta nghiên cứu sâu hơn để chúng ta đưa ra được cái công thức của chúng ta thiết lập dựa trên axit amin lý tưởng đầu tiên là lysine, và chúng ta cũng sẽ dựa trên axit amin lý tưởng của axit amin mạch nhánh là valine. Thì tỷ lệ axit amin mạch nhánh rất là quan trọng thì để tránh mất được sự cân bằng axit amin trong quá trình lọc công thức. Về cơ chế chuyển hóa của axit mạch nhánh, chúng ta biết rằng là ở trên cái chu trình chuyển hóa thì là leucine, isoleucine và valine thì nó cạnh tranh nhau về enzyme chuyển hóa trong quá trình hấp thu. Valine là axit amin giới hạn nhất trong nhóm axit amin mạch nhánh, đó là lý do chúng ta phải quan tâm đến valine đầu tiên để chúng ta đảm bảo được cái lượng cung cấp valine phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi. Thì trong quá trình mà dị hóa, chúng ta biết rằng là trong quá trình chuyển hóa này có quá trình đồng hóa, quá trình dị hóa. Quá trình dị hóa thì leucine là tác nhân mạnh nhất trong cái nhóm axit mạch nhánh này. Thì chúng ta thấy được là nếu mà leucine nó thừa thì gây ra sự thiếu hụt valine và isoleucine. Như vậy thì trong khẩu phần mà nếu thừa leucine thì chúng ta phải bổ sung thêm valine và isoleucine để đảm bảo cung cấp số lượng tối thiểu valine và isoleucine. Nhu cầu mà valine và isoleucine thì phải được kiểm soát theo cái mức leucine là khẩu phần ở mức 100 hoặc cao hơn so với lại tỷ lệ leucine so với lại lysine. Chúng ta cũng có thể lấy leucine làm tỷ lệ 100% hoặc là valine làm tỷ lệ 100% so với lại lysine, tùy vào cái cách chúng ta tính toán. Thì tiếp theo chúng ta sẽ khảo sát một số loại nguyên liệu để chúng ta xem cái hàm lượng isoleucine trong cái loại nguyên liệu này. Thấy ở đây chúng ta nghiên cứu DDGS nè, bắp, lúa mì, cám gạo ở Việt Nam mình nhiều nè, nhưng khẩu phần ví dụ khẩu phần từ động vật ví dụ như là bột huyết, xương thịt hay là những cái khẩu phần ví dụ như là nguyên liệu là bột này là cái bã bã bông là bã cọ bã dừa, thì mình thấy được là ở trong những cái khẩu phần tô đỏ này, những khẩu phần là bột xương thịt, là bột huyết, cám gạo, khô dầu bông hay là bắp thì thường nó có xu hướng nó thiếu hụt isoleucine. Như vậy là khi mà chúng ta thiết lập công thức mà có sử dụng những cái loại nguyên liệu này, chúng ta cần phải chú ý đến tỷ lệ các loại axit amin mạch nhánh chủ yếu là leucine, valine và isoleucine. Bảng trên đây là chúng ta trình bày về nhu cầu isoleucine ở trên gà trắng với lại heo theo nhu cầu dinh dưỡng của NRC và theo khuyến nghị của công ty Avicen là Garros 308. Thì chúng ta nghiên cứu đã thấy được là năm 2014, lấy ví dụ như là trọng lượng xuất chuồng là khoảng 2,4 kg, thì chúng ta thấy được là ở đây là gà con, gà choi hay gà thịt giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3, thì những cái khuyến nghị isoleucine trên giai đoạn gà con nó loanh quanh dao động từ 67 đến 68 cho tới 69.
Tôi thấy được là đây là khuyến nghị của công ty Avigen, tỷ lệ isoleucine so với lại lysine là từ giai đoạn gà choi cho tới gà thịt là dao động từ 67 cho đến 69% so với lysine. Chanh heo NRC năm 2012, đây là nghiên cứu của Viện Nông nghiệp Quốc gia Mỹ, thì chúng ta thấy được là đối với lại heo con giai đoạn từ 11 đến 25 kg thì người ta khuyến nghị tầm khoảng 51 đến 52% isoleucine so với lại lysine. Trên heo thịt thì chúng ta khuyến nghị lên quanh khoảng tầm 0.53 cho đến 0.6. Gần đây nhất thì chúng ta quan tâm đến lên quanh khoảng chừng 0.58 đến 0.6 thì nó sẽ có cái yếu tố là tối ưu hơn. Nhờ khuyến nghị đây là khuyến nghị của công ty CJ, họ đưa ra một cái khuyến nghị về tỷ lệ isoleucine trên lysine ở trên gia cầm. Cái viện gà con thì họ khuyến nghị 67%, gà giò thì gà họ khuyến nghị 68% và gà thịt khuyến nghị 69%. Trên gà đẻ thì lên quanh khoảng từ 72 đến 75%. Gà giò thì chúng ta thấy được rằng là ở đây á là gà thì nó lên quanh khoảng từ 75 cho tới 78% là tối ưu. Trên lợn, lợn con thì họ khuyến nghị khoảng 53 đến 54%. Lợn choi 55 đến 56, lợn sữa chuồng khoảng 56%. Lợn nái mang thai hay nái tiết sữa lên quanh khoảng 55 đến 59%. Tùy vào cái cách chúng ta tiếp cận vào công thức chúng ta thì cái tỷ lệ này nó có thể gia giảm một ít. Sau đó chúng ta sẽ thiết lập công thức và đi đem cám ra sử dụng. Và chúng ta đánh giá lại cái tỷ lệ nào tối ưu đối với lại cái thực tế của cái công ty của mình. Thì hiệu quả mang lại của những cái tỷ lệ khuyến nghị này là tối ưu hóa được về tăng trưởng. Tối thứ hai đó là giảm được chi phí thức ăn. Chắc chắn là khi tối ưu hóa được tốc độ tăng trưởng thì là gà nó sẽ lớn nhanh hơn thì chi phí thức ăn sẽ giảm. Cái yếu tố thứ ba mà chúng ta đáng quan tâm đó là giảm phát thải khí nitơ. Phát thải nitơ ra môi trường, đây là một trong những cái vấn đề ô nhiễm mà sớm hay muộn khi mà chúng ta sinh thành là lập trang trại hay là chăn nuôi thì các đơn vị họ đánh giá về tác động môi trường, họ sẽ đánh giá đây là yếu tố đầu tiên. Và mang lại cái thứ tư nữa cho chúng ta đó là chúng ta có thể xây dựng được khẩu phần nạm thấp để mà chúng ta nâng cao hình thức vật nuôi. Như có trình bày ban đầu thì khi mà chúng ta giảm tỷ lệ bột cá trong công thức thì nó sẽ gây ra thiếu hụt nucleotide trong khẩu phần dinh dưỡng mà. Vậy thì nucleotide là gì? Nucleotide chính là cái thành phần chính của ADN và ARN. Đó là cái vật chất di truyền của sinh vật sống, nằm trong trung gian của tế bào đơn và là thành phần căn bản đặc biệt cần thiết cho giai đoạn tăng trưởng, giúp cho cái tế bào nó được kích hoạt và phân chia tế bào. Nucleotide trong tế bào thì gồm có 5 dạng, như EMB, GMB, AMB, UMB và CMB. Thường thì chúng ta trước đây chúng ta đi học là A I U G C, nó hay thường gọi nó trong ADN là A I U G C. Nucleotide thì không thiết yếu vì nó không thể hình thành thông qua quá trình tổ hợp ban đầu. Tuy nhiên một số nghiên cứu gần đây họ chỉ ra rằng là việc cung cấp nucleotide bên ngoài á thì rất là cần thiết trong điều kiện bệnh tật, bị stress hay giai đoạn phát triển của vật nuôi. Chúng ta sẽ xem xét cái quá trình phân chia tế bào và sự phát triển. Đây là chúng ta thấy được là đây là một cái tế bào thì trong đó có nhân tế bào. Như vậy muốn phát triển được tế bào thì phải có nhân tế bào. Thì nucleotide đóng góp vào việc hình thành nhân tế bào. Mọi sinh vật sống đều phải phát triển thông qua quá trình phân chia tế bào. Nếu mà cung cấp đủ nucleotide sẽ kích thích tăng trưởng bằng cách nó nhân tế bào lên. Thì bây giờ chúng ta xét đến cái tầm quan trọng của nucleotide của cái nhân purin. Nucleotide mà nhân purin đó thì nó có cái nucleotide đó là AMP hay tên đầy đủ nó là disodium 5 inosinase hay là disodium 5 guanylase. Thì trong cái này chúng ta thấy được rằng là ở trong quá trình tổng hợp này thì AMP sẽ tổng hợp lên AMP. Tầm quan trọng của khẩu phần mà có nucleotide trong nhân purin thì nucleotide phân thành hai nhóm, đó là nhóm purin và nhóm pyrimidine, tùy vào cấu trúc phân tử.
Trong đó thì nucleotide giống purin thì có cấu trúc phân tử hoàn chỉnh hơn, nhiều năng lượng hơn và cần thiết cho quá trình sản xuất trong cơ thể. Cái sản phẩm này mà chúng ta nghiên cứu sâu hơn thì có thể sử dụng, đây là như là một cái dạng cung năng lượng, nguồn cung năng lượng trong quá trình chuyển hóa để giảm thiểu được việc sử dụng cái dầu cá hay là dầu đậu nành khi mà chúng ta sản xuất thức ăn cho gà hay là sản xuất thức ăn cho cá. Thì nucleotide là cung cấp nhân purin rất cần thiết cho các giai đoạn, ví dụ như giúp là thúc đẩy quá trình phân chia tế bào ở giai đoạn thu non và giai đoạn tăng trưởng. Thứ hai nữa là nó giúp thúc đẩy phát triển tế bào niêm mạc ruột trong giai đoạn thu non. Thứ ba nữa là tăng trưởng tế bào miễn dịch thời kỳ mà khi có sự xâm nhập của vi khuẩn hoặc virus từ bên ngoài. Như chúng ta đã biết, hiện tại thì tất cả những cái dịch bệnh thì nó có thể xâm nhập được vào cơ thể khi mà cơ thể nó yếu đi, thì khi mà chúng ta nâng cường sức đề kháng lên, tăng sức đề kháng, nâng cao sức đề kháng thì sẽ giúp cho cơ thể nó sẽ chống được sự xâm nhập của vi khuẩn hay là virus từ bên ngoài. Nucleotide là giúp thúc đẩy niêm mạc ruột và hệ miễn dịch phát triển. Vì cơ chế của việc hấp thu nucleotide và phát triển hệ miễn dịch, ta lấy một cái ví dụ, đây là khi vi khuẩn hoặc là virus xâm nhập vào cái lớp thượng bì của da mình này, thì tế bào miễn dịch sẽ nhận diện đây là vi khuẩn hay virus xâm nhập vào, thì đây là tế bào miễn dịch nó sẽ phát hiện ra. Nếu sự xâm nhập được xác nhận, số lượng và tế bào miễn dịch sẽ được tăng lên tạm thời, nó thể hiện việc tăng lên nhu cầu của axit nucleic. Đó là những cái macrophage hay là lymphocyte nó nhận diện ra và nó đòi hỏi nó phải tăng mặt số lên. Thì khi axit nucleic được cho ăn vào thì nó sẽ được hấp thu trong tế bào ruột. Nó không chỉ góp phần vào việc phát triển tế bào ruột mà còn giúp cho tăng lượng tế bào của hệ miễn dịch, nhất là tế bào lympho. Thì chúng ta thấy được là ở đây chúng ta nghiên cứu ở trên cái vi nhung mao đường ruột của con heo ở giai đoạn 10 ngày sau bổ sung khoảng 0,05% nucleotide cho ăn hàng ngày. Hình A là chúng ta thấy trước khi bổ sung và hình B là sau khi bổ sung. Thì kết quả là tế bào vi nhung mao đường ruột phát triển dài hơn khoảng 40% khi bổ sung. Tế bào vi nhung mao đường ruột này nó giúp thúc đẩy cái quá trình hấp thu chất dinh dưỡng. Có nhiều câu hỏi đặt ra tại sao mà chúng ta lại giảm bột cá, đó thì là vật nuôi nó tăng trưởng kém, giảm tính thèm ăn. Thì họ nói rằng là vì trong bột cá nó có một cái yếu tố tên là X factor, yếu tố X, nhân tố X. Như vậy thì chúng ta cũng không hiểu nhân tố X là gì. Thì vào năm 2012 ở bên Nhật, họ có nghiên cứu về cái cơ chế tăng cường tiêu hóa và hấp thu đạm. Thì họ mới phát hiện ra được rằng là ở trong đường ruột của cái con thú, nó sẽ có một cái vị trí mà nó nhận dạng. Khi mà nhận dạng được là có sự có mặt của axit amin thì lúc đó AMP hay là GMP, đó là nucleotide này, nó sẽ kích hoạt thụ thể T1R1 hoặc là T1R3 trong cái enterocyte. Cái thụ thể này giúp nhận diện được axit amin. Thì lúc đó là AMP và axit amin xuất hiện để phản ứng hiệp lực. Như vậy thì nếu mà chúng ta đưa vào khẩu phần là có axit amin, tuy nhiên là trong khẩu phần chúng ta không có đủ nucleotide đặc biệt là AMP, thì nó sẽ không có kích hoạt được cái thụ thể T1R1 giúp phát hiện axit amin, giúp thúc đẩy sự tiết ra của tế bào cholecystokinin. Trong cái enterocyte này thì nó sẽ không tiết ra được cái protease. Protease là một trong những enzyme để tiêu hóa đạm, giúp dẫn đến hấp thu đạm và tăng cân. Đây là một trong những cái yếu tố có thể giải thích được là ở trong bột cá thường chứa AMP rất là nhiều. Nếu mà chúng ta giảm tỷ lệ bột cá thì đồng nghĩa với chúng ta giảm tỷ lệ AMP, thì cơ thể chúng ta sẽ không có khả năng tiết ra được nhiều protease dẫn đến hấp thu protein, thì nó sẽ
làm chậm cái tăng cân đi. Khi mà chúng ta quan sát thêm trong những cái loại nguyên liệu khác nhau thì chúng ta sẽ thấy được cái tỷ lệ của AUGC, cái hàm lượng nucleic acid ở các loại nguyên liệu chính. Đây chúng ta thấy là khâu đậu nành là chúng ta thường quan tâm. Ở khâu đậu nành 44% thì chúng ta thấy được rằng là trong khâu đậu nành hàm lượng AMP rất là thấp, chỉ có 5,3% so với lại tổng số hàm lượng nucleotide. Ngược lại, chúng ta thấy được rằng ở trên bột cá thì hàm lượng nucleotide AMP này nó chiếm tới 46,7%. Như vậy nếu mà chúng ta thay thế khâu đậu nành cho bột cá thì nó sẽ gây ra thiếu hụt AMP trong khẩu phần thức ăn của chúng ta, dẫn đến cái việc là chúng ta không có thể nào mà cung cấp đủ AMP giúp cho cơ thể nhận diện được protease, hay là giúp cho thức ăn nó cung cấp đầy đủ cái lượng AMP trong khẩu phần đáp ứng nhu cầu vật nuôi. Cái công dụng của nucleotide trong thức ăn, đầu tiên là nó sẽ thúc đẩy tăng trưởng, giúp cho kích thích tăng trọng. Nếu mà khẩu phần nào có đầy đủ nucleotide thì nó sẽ giúp cho thúc đẩy tăng trưởng. Thứ hai nữa là kích thích phát triển đường ruột, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng. Khi mà đường ruột mà ví dụ mà đường ruột nó dài lên thì nó sẽ tăng cái khả năng hấp thu chất dinh dưỡng thông qua việc phát triển đường tiêu hóa, xây dựng được một cái môi trường vi sinh vật đường ruột nó phát triển. Thứ ba nữa là tăng cường hệ miễn dịch. Tăng cường hệ miễn dịch bằng cách nào? Kích thích gia tăng tế bào miễn dịch, giảm được tỷ lệ bệnh mà tăng tỷ lệ sống. Khi có nucleotide nó sẽ tạo ra được những cái axit nhân của tế bào miễn dịch, nó sẽ kích thích gia tăng tế bào miễn dịch. Thứ tư nó là thúc đẩy việc tiêu hóa cũng như hấp thụ protein. Như phần trình bày nghiên cứu ở trên thì là có nucleotide nó giúp cho việc hấp thụ protein tốt hơn, tăng lượng ăn vào và đáp ứng được cái nhu cầu thức ăn sử dụng được tốt hơn. Tăng cường khả năng chống stress thì giảm được môi trường stress và tỷ lệ chết, tăng độ ngon miệng. Đây là một cái mà chúng ta có thể thấy được khi mà chúng ta sử dụng nucleotide trong khẩu phần thì nó giúp cho vật nuôi nó ăn ngon hơn. Đó là trên cá, trên heo con thì mình thấy được là tăng lượng ăn vào giữ vai trò kích thích tính thèm ăn. Thì về phần trình bày thử nghiệm AMP trên lợn thì AMP là chúng ta sử dụng trên lợn với mục đích là đầu tiên là chúng ta đánh giá những cái hiệu quả sử dụng AMP. Thì ở đây là ở Đại học Carolina ở bên Mỹ thì họ khảo nghiệm trên heo con ở giai đoạn là 22 ngày tuổi. Thì họ đánh giá cái tác động của việc bổ sung AMP trên tăng trưởng và sức khỏe của heo con giai đoạn cai sữa. Thì họ bổ sung 0,1%, 0,25% và 0,5% kết hợp với mỗi đối trứng nuôi trong giai đoạn 4 ngày. Thì họ đánh giá cái hiệu suất là gia tăng trọng lượng bình quân ngày, rồi lượng thức ăn và hàng ngày, và hiệu quả sử dụng thức ăn trên khẩu phần thức ăn. Rồi họ đánh giá được phân tích huyết học để đánh giá những cái chỉ tiêu IG hay là chỉ số sức khỏe thì kiểm tra phân thì họ thông qua đó thì kết quả thu được thì chúng ta thấy được là những cái khẩu phần mà bổ sung khoảng tầm là 0,25% tới đến 0,5% AMP thì nó giúp cho trọng lượng cơ thể gia tăng lên khoảng 6% trong khẩu phần 0,5% AMP so với khẩu phần thông thường, và cái lượng ăn vào hàng ngày thì nó tăng khoảng là 16% nếu mà khẩu phần chúng ta có thể bổ sung AMP. Thì đánh giá kết quả của nucleotide trong việc cải thiện tính ngon miệng. Tính ngon miệng thì thường cái này trên cá, người ta ở trên cá thì là trước đây người ta sử dụng rất là nhiều bột cá, nhưng mà sau này bột cá mắc quá thì người ta sẽ sử dụng khâu đậu nành. Ở đây trước khi mà khảo nghiệm thì người ta nghiên cứu là cái tỷ lệ sử dụng khâu đậu nành trong cái thức ăn của con cá này là con cá chẽm. Thì đây là daily feed intake, là nếu mà tỷ lệ khâu đậu nành so với lại lượng ăn vào hàng ngày, ta thấy được nếu mà càng gia tăng tỷ lệ khô đậu nành thì cái lượng ăn vào hàng ngày nó giảm. Như vậy thì người ta đặt ra là nếu mà người ta không còn cách nào lựa chọn phải tăng
cô đầu nành thì giải pháp chúng ta là gì? Họ mới đi nghiên cứu thì khẩu phần là 60% cô đầu nành. Họ cũng đánh giá cái chỉ tiêu là lượng ăn vào hàng ngày và bổ sung khẩu phần có AMP, khẩu phần acetamin, betaine, rồi khẩu phần AMP betaine, AMP acetamin, AMP acetamin với lại betaine, hay là acetamin không, hay là betaine không, hay là khẩu phần không có, bổ sung bất kỳ chất gì. Thì thông qua đó thì người ta khảo nghiệm, ta thấy là cái lượng ăn vào hàng ngày của cá kẽm nó sẽ bị giảm nếu chúng ta sử dụng nhiều khô đậu nành. Khi mà chúng ta bổ sung AMP đơn ở trong khẩu phần có sử dụng 60% khô đậu nành, chúng ta thấy được là lượng ăn vào hàng ngày nó là cao nhất. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy nếu mà bổ sung axit amin với lại betain không thì nó không có giải quyết được vấn đề, nó không tác động đến lượng thức ăn vào hàng ngày. Ổ cá thì là có chứa hàm lượng AMP tương đối là cao khi so sánh với các nguồn protein khác. Thì chúng ta lại so sánh tiếp, đánh giá tác động thử nghiệm ở trên con cá bơn. Cá bơn là cá này ở bên Hàn Quốc rất nổi tiếng, khi mà họ làm sashimi ở bên Hàn Quốc thì nuôi rất là nhiều cá bơn. Ta đánh giá tác động của việc bổ sung AMP trong khẩu phần thức ăn tăng trưởng cũng như hệ miễn dịch tự nhiên và để sức đề kháng bệnh của cá bơn. Ở Đại học Jeju, người ta cũng bổ sung AMP là mẫu đá trứng là bổ sung 0,1%, 0,2% nuôi 14 tuần, là đánh giá tốc độ tăng trưởng về hệ số chuyển hóa thức ăn, hệ số sử dụng thức ăn, tỷ lệ sống, phân tích miễn dịch. Thì người ta thấy được là giữa mẫu đá trứng với lại mẫu mà có sử dụng 0,1% AMP thì nó tăng trọng khoảng 10%, các vị có ý nghĩa. Thứ hai nữa là về tỷ lệ sống. Tỷ lệ sống là nếu mà bổ sung 0,1% AMP thì nó giúp tăng lên tới 87% tỷ lệ sống. Vậy thì chúng ta bổ sung AMP thì chúng ta sẽ ăn trọng được tốt hơn và tỷ lệ chết giảm đi. Phần trình bày đến đây là kết thúc. Rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy chương trình bổ ích thì hãy vui lòng bấm vào nút đăng ký của kênh, hay là chúng ta sẽ thực hiện là like, comment, share cái chương trình này để giúp cho mọi người biết tới và họ có thể tiếp cận được những cái thông tin khoa học kỹ thuật tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn.